nhóm mình sẽ trình bày về phương pháp chấn chỉnh khe hở xúc bắp. Để thực hiện phương pháp này, chúng ta có hai cách để thực hiện, đó là dùng vít hoặc dùng bóng đệm. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sử dụng phương pháp bóng đệm này thì chúng ta cần phải có các bước chuẩn bị như sau. Đầu tiên là một tủ dụng cụ, tiếp theo là một thước cặp để đo khe hở của các xúc bắp và các dụng cụ chuyên dùng để thực hiện phương pháp này, và một ban me đã được điều chỉnh sẵn. Các bạn lưu ý trước khi sử dụng phương pháp này, chúng ta cần phải vệ sinh và bảo quản kỹ các dụng cụ để các bước chúng ta thực hành một cách chính xác và cẩn thận. Các bước tiến hành thì đầu tiên chúng ta quay vô ly trục điện về điểm trên và xác định chiều quay của máy. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành mở nắp của động cơ để xác định xem tại điểm trên thì piston số 1 đang ở quá trình nào. Công tác của các piston là 1, 3, 4 và 2. Và tại thời kỳ tại điểm chích trên thì piston số 1 đang ở thời kỳ cuối xạ. Để thuận tiện cho quá trình thực hiện thì chúng ta nên quay bu ly trục hiệu thêm 360 độ để đưa piston 1 về thời kỳ cuối nén. Vì tại thời điểm này thì hai xúc bắp xạ và thải đều đóng sẽ thuận tiện cho việc chúng ta kiểm tra thấu lắp. Sau khi chúng ta thực hiện quay bu ly trục hiệu 360 độ thì ta nhận thấy là hai xúc bắp đã đóng hoàn toàn. Như các bạn đã thấy đây, ta nhận thấy được rằng đây là trục cam thải và đây là trục cam nạp. Ta sẽ lựa chọn xúc bắp thải để làm một cái ví dụ đầu tiên. Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì khe hở của xúc bắp thải là 0,15. Vì thế ta sẽ sử dụng đây là thước lá để đo và chúng ta sẽ lựa chọn 0,15 đầu tiên. Đây là 0,15 và ta sẽ sử dụng để đo. Sau khi kiểm tra thì chúng ta thấy rằng 0,15 thì vẫn cảm giác là vẫn lỏng, vì thế chúng ta sẽ tăng dần kích thước để tìm xem có kích thước nào là phù hợp với xúc bắp này. Sau khi tăng kích thước kẽ lá lên 0,2 thì ta nhận thấy kẽ lá khá là rít, vì thế ta có thể khẳng định được rằng miếng đệm đã bị mòn đi 0,05 mm. Do đó ta cần phải thay vòng đệm để điều chỉnh về các tiêu chuẩn. Đây là dụng cụ để cố định con đột. Chúng ta thử như sau. Con đột đã được cố định. Và tiếp theo chúng ta sử dụng một dụng cụ nữa gọi là chêm để cố định thành con đột. Chúng ta dùng chêm đó để sát bên cạnh thành con đột thì chúng ta mới lấy được miếng sim. Sau thao tác đó thì ta lấy cái dụng cụ chêm ra. Tiếp theo là dùng vít để vẫy. Như các bạn đã thấy thì miếng sim đang dần được lấy ra. Bước tiếp theo chúng ta dùng cây 500 để hút miếng sim. Như các bạn đã thấy, đây là miếng sim và chúng ta cần phải thay thế. Sau khi lấy được miếng sim, lau chùi sạch sẽ và chúng ta sẽ thực hiện quá trình đo miếng sim. Chúng ta sẽ đo bằng ban me đã được hiệu chỉnh sẵn. Chúng ta đo như sau. Và sau khi đo thì chúng ta nhận được kết quả độ dày của sim là 2,45 mm. Đây là công thức để tính độ dày của miếng sim thay thế. A bằng B cộng C trừ D. Trong đó A là độ dày của sim thay thế, B là độ dày của sim đo được, C là khe hở vừa đo được, D là khe hở chuẩn 0,1 mm đối với xúc bắp nạp, 0,15 mm đối với xúc bắp xạ. Sau khi tính toán thì ta xác định được độ dày số sim mới là 2,5 mm. Và tra trong bảng tra cứu thì ta được số sim mã số 13. Đây là sim mới với độ dày 2,5 mm. Và sau đây chúng ta thực hiện lắp lại sim mới và xúc bắp.
quá trình gắn sim mới vào ngược lại với quá trình tháo sim ra. Đầu tiên chúng ta dùng cây nam châm để đưa sim mới vào. Khi đã đưa sim mới vào thì ta sẽ dùng vít để điều chỉnh lại vị trí sim cho phù hợp. Sau đó ta dùng dụng cụ chuyên dùng để giữ chặt lại con đội và tháo miếng chêm ra. Và kết thúc quá trình thay sim. Sau khi thực hiện quá trình thay thế, ta dùng thước lá 0,15 để đo lại khe hở. Đây là quá trình đo. Và như chúng ta đã thấy thì thước lá đã lọt và khá là rít. Vì thế quá trình thay thế sim, hiệu chỉnh sim thành công. Tương tự với các xúc bắp tiếp theo, chúng ta cũng thực hiện với các trình tự trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công.